Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên. Cây này à, sống khỏe nha mình nha. Cây này mới lên lọc mới này. Rất là sung luôn nha mình. Cây này là hai thân chung cốt nha mình nha. Cây này có mã số là 543, có số đo tổng hoành là 148 nha. Cái hoành lớn này thì nhà vườn đo là 110, còn hoành nhỏ là 58 nha. Cây cao là 88 tính từ cái mặt bầu nha, mình lên tới đỉnh đầu thân chính nha. Cây đang nằm cái bầu ươm là 70. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,8 triệu bao ship nha mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này cũng tầm 2 người bê nặng nha mình nha. Mình xem tham khảo luôn nha. Cây này có cái cây lớn này. Mình không thích thì mình tách ra mình chơi hai cây luôn. Phôi cây lớn này mình xưởng này, nó sẽ ra một cây mẫu tử rất là đẹp luôn nha mình. Mình xem tham khảo nha. Ở đây có cái co này, cái co quặn này, quặn bú luôn nha. Còn không thích thì mình cho nguyên cụm như thế này cũng ok, nhưng mình tách ra thì cũng được, tách ra được hai cây, cây lớn thành mẫu tử rất là duyên luôn nha. Là mình xem tham khảo luôn, một phôi cẩm thị nha, sống khỏe nha mình, quá chi là lực cây luôn. Được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Để nè, để nó quặn chảy luôn nha. Rồi mã số 543, nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,8 triệu bao ship nha mình nha, cho một phôi cẩm thị VIP này luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này này luôn nha.